<laughs> Rồi như vậy là ở nội dung thứ nhất chúng ta đã làm rõ được uh, lịch sử hình thành uh, nền văn minh sông Hồng. đó vậy thì uh, qua cái đặc điểm chung của cái điểm mà tôi đã khái quát đâu á, thì ta sẽ thấy đó là cái nền văn minh uh, hình thành với những con sông này đúng không nền văn minh lúa nước đó là đặc điểm chung đó còn đối với nền văn minh sông hồng thì nó có những cái đặc điểm riêng những cái đặc trưng tiêu biểu nhá thì thầy cô sẽ lưu ý những cái đặc trưng sau này trước hết thì ta thấy đó nền văn minh sông hồng đó nó là được hình thành và phát triển ở trên cơ sở một cái cuộc cách mạng luyện kim cuộc cách mạng luyện kim của người việt cổ À, với nghề đúc đồng đó với nghề đúc đồng và trên cơ sở đó thì à, chúng ta cũng thấy phát triển sau đô đồng sẽ là đến đô sắt đó và nền tảng của cái nền văn minh này, này là, là nền văn minh đúc đồng và những cái thành tựu của cái văn hóa đông sơn này các thầy cô này làm bây giờ người ta thấy là nhiều cái quốc gia ở đông nam á kể cả hải đảo khai quật ra được cái nhiều cái trống đồng điều đó chứng tỏ là cái nền văn minh đông sơn á của người Việt cổ á đã có cái sự ảnh hưởng rất lớn ở Đông Nam Á. ảnh hưởng tới cả Đông Nam Á hải đảo. nhiều quốc gia ở Đông Nam Á hải đảo đó, Indonesia, Singapore, người ta cũng đã khai quật được nhiều cái di chỉ đồ đô đồng của Đông Sơn. Đó, và với cái văn hóa Đông Sơn đó người ta dựa vào những cái cấu trúc rồi những cái đặc điểm về văn hóa đó được khắc ở trên đó, giống như biểu tượng của con chim lạc con chim lạc đã quay ngược cái chiều kim đồng hồ đó là biểu trưng của văn minh đông sơn đấy các thầy cô đó căn cứ vào những cái hình ảnh rồi là những cái hình dáng rồi các cái kia cái, cái, cấu trúc đó cái nghệ thuật người ta đã phát hiện ra là cái văn hóa đông sơn có cái sự lan tỏa đó như vậy là trên cơ sở cái kỹ thuật đó và kỹ thuật ở đây là kỹ thuật đốc đồng và sau đó đến thời kỳ của luyện sắt và chính vì vậy mà cái nền văn minh sông Hồng, nền văn minh lúa nước, đó, nền văn minh nông nghiệp của chúng ta đó, nó sẽ gắn bỏ nhiều cái nghề nghiệp thủ công ở trong đó. Ở bên cạnh nghề luyện kim, đúc đồng và đồ đồng bây giờ vẫn đang còn giữ đúng không các thầy cô? Nhiều cái làng quê ở phía Bắc vẫn còn giữ cái đúc đồng này. Đó, những cái thạp rồi những cái đồ thờ cúng đó, đúng không? Rồi bên cạnh đó còn có là nghề Uh, nuôi tầm dệt lụa rồi nghề gốm đó cả cái nghề mây tre đan đó nó liên quan đến những cái giá trị của nghề thủ công và nền văn minh sông Hồng nó sẽ gắn nhiều với cái nghề thủ công với cái yếu tố kỹ thuật cái đặc trưng thứ hai là cái nền văn minh này được dựa trên cái việc khai khẩn đúng không khai khẩn đất đai thuần dưỡng những giống cây những giống vật nuôi đó và hình thành đến cái tri thức bản địa về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Đó cũng chính là cái đặc trưng về mặt kinh tế là kinh tế nông nghiệp lúa nước. Đó. Đây là hình ảnh của những cái sản phẩm của miền Bắc, của đồng bằng châu thổ sông Hồng. chúng ta sẽ thử nên thử một lần ăn gạo tám đúng không? Nó có cái vị dẻo của ST25 nhưng mà nó có cái vị thơm đặc trưng của cái gạo tám thơm đó nhiều thầy cô ở đây chắc chắn là quê ở miền bắc đúng không đó và sẽ thấy nhớ được cái hương vị của cái gạo tán thơm và đến mùa thu thì đến hà nội chúng ta sẽ có cốm đúng không đó, cốm đặc trưng cho cái sản phẩm một cái món quà của cái kinh thành thăng long hà nội rồi hình ảnh của gà đống tảo rồi đây là vải thiều đúng không những cái sản phẩm của kỹ thuật này nó gắn với cái quá trình mà chúng ta khai khẩn và phát triển cái kinh tế nông nghiệp lúa nước à, một cái đặc điểm rất tiêu biểu cho à, cải văn minh châu thổ sông hồng chắc chắn thầy Hồng sẽ nói đến cái phần này rồi đúng không đó chính là cái việc chế ngự dòng sông cải tạo tự nhiên cái đặc điểm này sẽ khác với văn minh châu thổ sông cửu long nha châu thổ sông cửu long thì à, đồng bằng và cư dân ở cửu long là nương theo dòng nước đó nương theo dòng nước à, con ta ở đây đông bằng bắc bộ ở ta chúng ta đang học với là chế ngự dòng nước đó chế ngự đắp đê ngăn cái dòng nước lại và chúng ta cũng biết là cái đặc trưng của mặt địa hình cùng như là dòng chảy ở cái sông hồng rất là mạnh và bình thường thì một cái dòng sống phẳng lặng như thế dịu dàng như thế nhưng mà đến mùa lũ lụt thì ngập băng đúng không ngập băng làng xóm và các cái đế cao như thế nhưng mà như ở quê tôi sông lam đó, đó đế cao như thế nhưng mà đến mùa lũ lụt là ngập băng luôn đúng không các thầy cô sẽ thấy ở miền trung lũ lụt cũng kinh đó cho nên là sẽ gắn với những cái truyền thuyết như là sơn tinh thủy tinh đó đó là cái thể hiện kia quá trình đắp đê đó. những cái lời bài hát như là như những con đê thành lối xe À, trong cái bài hát nhớ về Hà Nội đó, các thầy cô sẽ nhớ là à, ở Hà Nội cũng rất là nhiều cái con đê và bây giờ đã trở thành con đường đi lại như là ở Đê La Thành, đúng không? Ở cái vùng à, cái cái liên quan tới Hồ Tây đó, nó cũng có rất là nhiều đê. À, đê Cơ Xã sẽ là một cái đê đầu tiên được à, à, xây dựng vào thế kỷ 12 à, năm 1108 để bảo vệ Kinh Thành Thăng Long. Và không chỉ là ở Thăng Long mà các cái vùng đất ở ven sông Hồng thì đều đặc đê đề. như vậy một cái đặc trưng tiêu biểu các thầy cố nhớ đó chính là à, con người ở đồng bằng châu thổ sông hồng đã chế ngự dòng sông à, bằng công tác làm tì thủy thủy lợi à, cải tạo tự nhiên đó để tạo dựng nên nền văn minh đó, và nền văn minh ở châu thổ sông hồng à, từ những cái đặc tính về cái tự nhiên à, đặc tính về kinh tế nó sẽ tạo nên những đặc tính về xã hội đó, văn minh châu thổ sông Hồng bắt đầu từ cái thời kỳ đầu tiên của thời kỳ công xã, à, công xã nông thôn, công xã của cái thời kỳ của vua hùng, đợi cho đến cái thời kỳ làng xã của thời kỳ các cái triều đại, à, các cái triều đại phong kiến, đặc biệt là những cái triều mà lấy Thăng Long làm kinh đô, đó thì ta thấy là à, nó tạo nên một cái đặc trưng về xã hội, xã hội của nền văn minh sông Hồng. À, đó chính là xã hội nông thôn cổ truyền nông thôn cổ truyền theo kiểu châu á à, nó tạo nên những đặc trưng của cái văn minh làng xã văn minh làng xã đó cho nên là các thầy cô sẽ thấy ở đây à, từ cái cấu trúc của một cái làng ở miền bắc đúng không vào làng là có cổng làng có đình làng và cổng làng đình làng rồi gắn với cây đa gắn với cái ao làng gắn với bến nước, làng nào hầu như cũng có ao cả, cảnh cây ao là có cây súng, cây si, đúng không? Đó, rồi cây đa, cây đa ở đầu làng, rồi gắn với ở những cái truyền thống của của dòng họ, ở à, các cái dòng họ, tính dòng họ rất là lớn, đó. cả năm được rằm tháng bảy, cả thảy rằm tháng giếng đó, rằm tháng bảy và rằm tháng giếng đó là lúc là cả cái họ uh, tộc ở miền Bắc dỗ họ và làm dỗ rất là to à, nhiều các thầy cô ở đây cũng có gốc ở miền bắc cũng sẽ hiểu đúng không đó hàng năm chúng ta đều trở về à, dỗ họ đó ở quê đó, đi ra cái đền đền thờ của họ mình đó đội lên đầu các cái mâm mâm cơm cũng mâm cũng nó tính theo đinh đinh là phải con trai mới tính theo đinh đúng không đó xong đó là hạ mâm xuống à, rồi thì à, trên mâm cũng không có gì nhiều chỉ một đĩa xôi trắng à, có một đĩa thịt luộc đúng không? Có một vài món đơn sơ à, nhưng mà sẽ có câu là à, cái miếng giữa làng à, bằng sang trong bếp. Đó một cái miếng ăn giữa làng đó là rất là vui, rất là giá trị. À, và những cái quy ước của dòng họ đó uh, như là phép vua thua lệ làng. À, trong làng nó đều có những cái cái cái, cái um, quy định đó được gọi là lệ làng, hướng ước. Đó mặc dù bây giờ chúng ta đã sống làm việc theo hiến pháp pháp luật đúng không từ sau năm 1945 thì chúng ta đã xây dựng nhà nước pháp quyền đó tuy nhiên thì ở các cái làng nông thôn ở miền bắc vẫn giữ ở các cái lệ làng này cho nên mới, mới có cái câu chuyện là um, trai ở làng này mà phóng xe máy sang làng kia để tán gái thì bị nó uh, các trang trái làng nó đánh đúng không nó quấy nó đánh đó là giữ giữ gãi làng Rồi vẫn có cái vẫn còn cái chuyện đó đó cho nên các thầy cô sẽ thấy là đó, đi cùng với những cái sự biến đổi của thời kỳ công nghiệp hóa thì những cái làng nông thôn miền Bắc uh, vẫn còn bảo tồn. Bảo tồn về cả cái cấu trúc vật chất. Đó, chẳng hạn như cái làng cổ Đường Lâm đó, cấu trúc vật chất uh, cho đến là uh, uh, cái mặt xã hội, uh, những cái quý ước, uh, những cái tục làng lệ làng uh, và nó đã trở thành những cái giá trị đặc sắc ta cứ thử tưởng tượng bây giờ mà nóng công nghiệp hóa, nông thôn mới hoàn toàn là đập đi xây lại nhà tầng, nhà nào biệt nào ấy thì thấy rất rất buồn đúng không? Đó, cả cái mái đình rồi cả cái mái chùa cần được phải bảo tồn và cái bảo tồn này phải giữ nguyên vẹn, giữ nguyên trạng của nó. Rồi cả cái lễ hội của làng, bà con tình làng nghĩa xóm đó cùng nấu ấm chè nước ấm đúng không ấm che chát ngoài cô ngoài tôi gọi là nước che chát che xanh đó đúng không đó trưa hè cùng nhau gọi nhau bát nước che xanh đấy ạ đó chính là cái cái tình xã hội của cái văn minh châu thổ sông hồng và cái tình xã hội này thì các thầy cô sẽ thấy nhá nó sẽ còn lưu giữ đến ngày nay đó như vậy nếu sẽ về mặt thời gian thì văn minh châu thổ sông hồng có thể tính đến thế kỷ 19 xét về mặt thời gian thì tính từ thế kỷ 7 trước công nguyên đến thế cuối thế kỷ 19 thôi. À, nhưng mà những cái giá trị của nó vẫn đang còn được bảo tồn. Đó, giá trị những cái thành tựu của nó vẫn đang còn được bảo tồn. Và như tôi đã nói ở đầu tiên á là nó tạo nên một cái cấu trúc. Đó và trong đó có những cái giá trị rất là vui, rất là hay, rất là tích cực. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái thành tựu, những cái giá trị văn hóa nó có thể là lạc hậu, đã bảo thủ. Đó à, và thậm chí là nó hủ tục hủ tục chẳng hạn như trong cái văn hóa luôn. À, bây giờ thì cái tình nhân văn lớn, cho nên là cái tục như là chọi trâu đâm diệt trâu hoặc là diệt lợn diệt heo đó, đó chọc heo chọc lợn đó thì có thể là bị lên án nhưng mà nó đã trở thành một cái cái đặc sắc văn hóa cho nên là người ta phải tiệt chế. Bây giờ những cái lễ hội đó phải tiệt chế vẫn duy trì cái lễ hội trọi trâu nhưng mà sau đó cái việc uh, mổ giết con trâu đó thì nó phải giảm đi để nó nó gần với cái tính nhân văn hơn đó và cái đó thì những cái phương Tây họ nhìn đó thì họ cũng thấy kinh khủng uh, nhưng mà cái đó là cái đặc trưng của cái văn minh nông nghiệp cho nên là bây giờ là những cái giá trị đó vẫn đang còn nhưng mà bảo tồn và phát huy nó như thế nào thì lại cần cả cái chuyên gia văn hóa uh, để chúng ta điều tiết lại uh, những cái giá trị của truyền thống và uh, cùng với những cái giá trị hiện đại Ấy như con nhỏ của chúng ta bây giờ mà nhìn đấm thịt cả cái con vật đó là nó khóc luôn đúng không? Rồi cả con cảm thấy đau đớn vô cùng với bởi vì từ nhỏ thì các bé của chúng ta cũng đã được dạy cái tính nhân văn nhân ái rồi và bây giờ nó cũng chưa bao giờ tiếp xúc với cái đó. Đó thì cho nên là nó lại trở thành những cái nó đi ngược lại với cái sự phát triển của hiện đại. Rồi, một cái đặc điểm tiếp theo đó chính là nền văn minh sông Hồng, là nền văn minh bản địa thì thầy cô lưu ý nhá, đây là nền văn minh bản địa đậm nét. Đã, nó gắn từ cái thời kỳ của vua Hùng cho nên ta thấy là uh, ngày ngày lễ quốc lễ của chúng ta là có quốc dỗ, holiday của Việt Nam đó là có quốc dỗ uh, mùng 10 tháng 3 đúng không? Đó, dù ai đi ngược về xuôi những ngày dỗ, dỗ tổ mùng 10 tháng 3 uh, đó là ngày quốc dỗ và chúng ta đã được nghỉ lễ trong ngày hôm đó. Ở uh, những cái giá trị từ quá khứ tới hiện tại đó một cái nền văn minh bản địa và nền văn minh bản địa đó như như tôi đã trao đổi với các thầy cô nó đã trải qua uh, những cái thời kỳ uh, bí hùng bí tráng của cả dân tộc đó một nghìn năm uh, bắc thuộc rồi trải qua kháng chiến chống pháp chống mỹ uh, trải qua những cái cuộc chiến tranh xâm lược của biên giới phía bắc và biên giới tây nam đúng không trải qua những cái cuộc chiến tranh về quốc và nó đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn của cái thời kỳ mà chúng ta báo cấp và và kể cả trong cái thời kỳ đổi mới này cũng có những khó khăn. Đó, nhưng mà trên cái cơ sở đó thì ta thấy uh, trải qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước thì uh, cái nền văn hóa, nền văn minh đó những cái sợi trí đỏ nó tạo nên lẽ sống, tạo nên cốt cách, tạo nên truyền thống của người Việt. Đó, và người Việt của ngày hôm nay À, cũng bắt đầu từ những cái truyền thống cái cốt cắt đó à, thờ cúng tổ tiên à, thờ cúng vua hùng đúng không bánh trưng bánh dày đó truyền thống của những cái người việt cổ đó đã tạo nên tới hôm nay và trên cơ sở đó nó cũng tạo nên những cái đức tính của người việt chúng ta à, như là đoàn kết như là gắn bó à, như là giàu à, tình làng nghĩa nước rồi cái, cái lòng biết ơn có cồi rễ đó và như ta đã thấy đó cái sức mạnh mềm mà việt nam chúng ta muốn đề cập đó muốn đề cập tới đó chính là cái liệu những cái đức tính này có được phát huy hay không đó những cái đức tính mà nó đã trải qua trong xuyên suốt cả lịch sử hàng nghìn năm đó đó thì các thầy cô sẽ thấy đó, rất cần rất cần điều đó đúng không ạ đó nền văn minh sông hồng còn có một cái đặc trưng nữa đó chính là nền văn minh đó à, sớm cũng đã tiếp cận với những cái nền văn minh ở bên ngoài à, và giao lưu tiếp biến đó tạo nên những cái giá trị tiếp biến văn hóa à, đó chính là à, cái như là những cái thành tựu tiêu biểu về cái văn hóa vật chất đúng không à, văn miếu quốc tử giám trường đại học đầu tiên của việt nam đó và đó cũng chính là cái giá trị tiếp biến của cái văn minh trung hoa à, rồi là những cái đền à, những cái chùa đúng không Đấy, như chùa một cột đó đây là những cái tháp phổ minh như là chùa ở tây phương đó, tất cả những cái chùa đó trên cơ sở cái tiếp biến của cái văn hóa văn minh của ấn độ và nó tạo nên cái quá trình tạo nên những cái bản sắc của cái đồng bằng châu thổ sông hồng như vậy cái đặc trưng cuối cùng của nền văn minh này là có cái sự giao lưu có cái sự tiếp biến với những cái nền văn minh láng giềng văn minh lớn ở phương đông và uh, tiếp xúc đó nó tạo nên cái sự tiếp biến và từ cái sự tiếp biến văn minh bên ngoài đó nó trồn lẫn và tạo nên những cái giá trị văn hóa bản sắc giá trị văn hóa bản sắc đó cho nên các thầy cô sẽ thấy này chúng ta đi vào thành tựu đã quay trở lại nhớ lại cái phần lý luận đi đó như các thầy cô sẽ thấy đó à, thành thành thì vẫn có thể trở thành một trong những cái thành tựu tiêu biểu của cái văn minh đúng không đó, rồi tôn giáo rồi các cái nghệ thuật đó vân vân. À, tuy nhiên thì ở đây đã tôi đưa vào khá nhiều à, và đồng thời thầy cô cũng lưu ý nhá. Tức là trong cái yêu cầu cần đạt của chủ đề tích hợp sử địa ở chương trình lớp 9 à, thì yêu cầu cần đạt là các thành tựu văn hóa kể đến những cái thành tựu văn hóa à, văn hóa của cái văn à, của của châu thổ sông hồng. và các nhà soạn sách giáo khoa phải bám theo cái yêu cầu cần đạt à, và yêu cầu cần đạt do vậy thì Nói những thành tựu văn hóa thì văn hóa thì tất tật tật Cho nên là trong sách giáo khoa Sẽ có nói đến cả những thành tựu liên quan đến ăn Mặc Ở Rồi trình diễn dân gian vân vân Đó có trời gà cũng có luôn Vân vân Đó nhưng không sao ạ à. Cho nên ở chỗ này tôi cũng muốn thầy cô linh hoạt à, Học giờ của cô Thanh Vân xong thì hiểu về văn minh Nếu có một cái diễn đàn nào đó Có một cái công việc hay là một cái vấn đề nào đó, đó chủ đề nào đó nói về văn minh thì thầy cô nhớ là chúng ta chọn những cái thành tựu tiêu biểu nó thể hiện trình độ văn hóa cao đúng không như ta đã nói thống nhất còn đây bây giờ trong yêu cầu cần đạt chúng ta nói thành tựu uh, văn hóa nhưng trong bài văn minh thì cũng giải thích cho học trò là những cái thành tựu văn hóa này này nó đã biểu đạt lên một cái trình độ cao uh, của cư dân ở đồng bằng châu thổ sông hồng đó và những thành tựu về văn hóa thì nó mang tính trầm tích đó văn hóa thì nó sẽ mang tính quá khứ tới hiện tại đó chính là cái yêu cầu cần đạt của chúng ta nói đến thành tựu văn hóa là nó tồn tại đến ngày hôm nay đúng không và những thành tựu văn hóa đó là được bảo tồn phát triển từ những cái giá trị văn minh của thời kỳ phong kiến của Đại Việt cho đến cái thời kỳ cổ đại của của Văn Lang Âu Lạc đó nếu mà kể thành tựu văn minh thì là bởi vì không còn văn minh nữa bây giờ chúng ta nhớ này bây giờ nếu mới nói là bây giờ người ta không dùng cái khái niệm văn minh cho thổ sông hồng để chỉ những cái cái văn hóa được nữa bởi vì văn minh chỉ kết thúc đó đến cái giai đoạn phát triển trình độ cao đó thôi à, khi chúng ta bị phát thuộc sau đó chúng ta xây dựng à, đất nước mới của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa thì chúng ta giao lưu nhiều nền văn minh đúng không chúng ta nên giao lưu nền văn minh như có công nghiệp cũng có hầu công nghiệp cũng có và bây giờ nói là ở đồng bằng châu thổ sông hồng mà phát triển văn minh công nghiệp thì chưa công nghiệp nó phải đạt đến cái ngưỡng như là nước Nhật Bản, đúng không? Đó mới là công nghiệp mới là hầu công nghiệp. Còn Việt Nam chúng ta vẫn chưa hẳn bước hẳn sang một cái trình độ văn minh hoàn toàn là công nghiệp. Như tôi nói, nó vẫn còn giao lưu nhiều cái nền văn minh yếu tố văn minh trong đó. Cho nên khi nói đến uh, nền văn minh châu thổ sông Hồng là ta nói đến cái khoảng thời gian tồn tại đến giữa thế kỷ 19 thôi, uh, đến khoảng giữa thế kỷ 19, 1858. Đó, là đến khoảng tầm đó. À, còn lại là nói đến cái khái niệm cái nội hàm của nó thì là những thành tựu văn minh đó nó còn để lại đến ngày nay và nó nằm trong sự phát triển của những giá trị văn hóa à, cho nên nó sẽ có văn hóa vùng châu thổ đồng bằng sông hồng đó và những cái giá trị văn hóa thì nó kéo dài đến tận ngày hôm nay à, trong đó có những thành tựu về vật thể à, như là chùa chiền văn miếu quốc tử giám à, thành cổ đó hình ảnh của thành cổ loa, thành luy lâu đúng không? đó hoặc làm cái tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên cha bà ông mẹ đúng không? ông bà cha mẹ của chúng ta đó thờ cúng thành hoàng, thần hay tiền hiền hậu hiền đó. đối với tôn giáo có tiếp nhận tôn giáo của bên ngoài để chúng ta phát triển như tôi nói là tiếp biến nó thành Phật giáo đó, rồi cả cái lễ hội À, lễ hội như và nó những cái lễ hội này yếu tố nghệ thuật lễ hội nó đặc trưng cho nền văn minh sông hồng đúng không ạ à, đặc trưng của cái nền văn minh lúa nước đó là nền lễ hội làng à, rồi là lễ hội chọi trâu lễ hội vật lễ hội hạt quan họ đó mùa rối đặc trưng của cái văn minh sông hồng và thầy cô ở đây sẽ thấy là ta đặc trưng của cái vùng sông hồng đúng không một năm đặc trưng là bốn mùa đó cho nên là uh, xuân hạ thu đông đó mùa hạ thì nắng trói trang uh, mùa thu thì bắt đầu có lũ lụt đó mùa đông thì rét mướt đúng không đó phía bắc đã có cái nhiệt độ giảm rất là sâu rồi và thậm chí là uh, ở phía bắc miền núi tây bắc còn có tuyết rồi ở cho chúng ta đây là do biến hồi khí hậu của El Nino cho nên là nhiệt độ bây giờ là càng tăng lên cho con ngày trước là cứ đến thời điểm này là Hà Nội là nhiều cả cái con đường là có những cái bếp lửa đã đốt lên rồi đúng không đó để sửa người dân ngồi hai bên đường là sửa ẩm vào cái phố Hà Nội đó thì ta sẽ thấy là á, Hà Thu Đông là cả cái mùa đó là cái thời tiết cũng khá là khắc nghiệt và chỉ dành một mùa xuân thôi mùa xuân là mùa của lễ hội tháng riêng là tháng ăn chơi à, và người ta ăn chơi suốt cả tháng riêng tháng 2 luôn các thầy cô nào à, cho nên là một cái đặc trưng của các cái lễ hội các cái món nghệ thuật của uh, người uh, người miền bắc đúng không? thường tổ chức vào mùa xuân và thường tổ chức sau những mùa mùa màng gặt hái mùa bội thu à, và đa phần là thường tổ chức vào mùa xuân và một cái thời tiết đó, mùa xuân sang mùa hạ đó là đến mùa, mùa hội làng đó. Cho nên ta mới thấy hình ảnh của lễ hội Quan họ. À Quan họ Bắc Ninh đó cũng là một di sản phi vật thể à, được ghi danh à, vào của UNESCO ghi danh đúng không? Chúng ta nhớ cho tôi là chúng ta dùng chữ ghi danh nha, không dùng tự vinh danh. Các thành tựu văn hóa, các di sản văn hóa của nhiều dân tộc trên toàn thế giới đã không có văn hóa là sự khác biệt văn minh là sự trình độ cao thấp thầy cô lưu ý nhá khi nói đến văn minh rõ ràng nó là sự cao thấp đúng không anh trình độ văn minh công nghiệp là sẽ cao hơn văn minh nông nghiệp đúng không ạ nói gì thì nói văn minh nông nghiệp đặc sắc phong phú hay ho như thế nhưng mà nói đến trình độ văn minh công nghiệp là cao hơn văn minh nông nghiệp văn minh hậu công nghiệp là cao hơn văn minh công nghiệp Văn minh là nói đến trình độ. Đó. Nhưng mà nói đến văn hóa thì là văn hóa là sự khác biệt. Không thể nói cô hoa hậu Hơ hen đi chân đất, mặc cái bộ đồ của dân tộc ED đi trên sân khấu của New York mà nói cô hoa hậu Hơ có văn hóa thấp hơn cô hoa hậu Mỹ mà mặc trên đồ một bộ đồ Chanel, đúng không? Không văn hóa là sự khác biệt. Đó, giá trị văn hóa là sự khác biệt cho nên là chúng ta cũng thấy là những cái giá trị văn hóa rất là hay nó tạo dựng nên những cái giá trị đặc sắc cho nên là chúng ta thấy là ở đồng bằng của bắc bộ chẳng hạn như là lễ hội quan họ Như tôi đang nói tới là được ghi danh được ghi danh chứ không phải là vinh danh nha đó thì quan họ bắc ninh là một cái làn điệu dân ca và các thầy cô sẽ nhớ lại này có thầy cô chứng kiến thì chúng ta nên ra cái lễ hội quan họ đúng không đó, đến cái mùa xuân mùa trời hội thì các liền anh liền chị lúc đó mới súng xính áo quần đúng không cầm nón cầm ô cầm dù đấy đúng không đó, và đi và hát trao cho nhau những cái câu hát giao duyên à tao miếng miếng trầu là đầu câu chuyện rồi là hát y đúng không ơi ơi đúng không người ơi người ở đừng về đặc trưng của miền Bắc là thế tháng riêng là thẳng ăn chơi nhưng mà miền Trung là thầy cô sẽ thấy đó miền Trung như là quê của tôi là mùa khí hậu vô cùng khắc nghiệt bà con chỉ của, của lo là cắm củi làm ăn tiết kiệm đến mức mà được gọi là tầm tiền đến mức mà người ta gọi là uh, cá gỗ dân cả gỗ là dân cu đỉnh là dân kéo kiệt đó đến mức là như thế dạ không phải là kéo kiệt đâu ạ mà tại vì miền trung khổ quá ở khí hậu vô cùng khắc nghiệt khắc nghiệt hơn miền bắc rất là nhiều cho nên là tiếng hát của người dân miền trung miền trung không có cái mùa lễ hội mà tiếng hát của tất cả các cư dân miền trung đều cất lên từ lao động đó cái hò sông mã của người thanh hóa là vừa kéo chai vừa hò đó có ví dặm ví và dặm của người nghệ nghệ an và hà tĩnh là vừa này ví phương vải vừa dệt vải vừa hát vì cấy lúa là vừa cấy lúa vừa hát không có cái chuyện mà tổ chức lễ hội đâu ạ, à. đó, cho nên là ở miền trung vào một tí thì các thầy cô sẽ thấy là đặc trưng là phải vừa lao động và tiếng hát cất lên từ từ lao động, từ vừa làm vừa hát, đó, như vậy là đặc trưng của mỗi cái vùng miền nó bắt đầu từ yếu tố địa à, địa nó tạo nên những cái giá trị địa văn hóa đấy ạ, à. rất là hay, cái phần này thầy cô dạy về học trò thì rất là thích, à, tôi sẽ gửi cái cuốn sách về văn hóa đã phần tài liệu tôi gửi cho các thầy cô là tài liệu về văn hóa đấy ạ, cơ sở văn hóa Việt Nam vân vân. Đó thì là các thầy cô sẽ đọc thêm một tí đó và nói đến phần này thì học trò của chúng ta rất thích. Bởi thật thầy cô lưu ý là cái bọn Gen Z và Gen Alpha đấy ạ là cái lứa tuổi học trò của các thầy cô đang dạy. Gen Z là năm 1997 cho đến năm 2012 12 sau đó là điểm gen ăn phá đúng không? cái lứa tuổi bọn trời, trẻ con của chúng ta đang dạy đó là theo một cái điều tra của một cái tổ chức quốc tế thì lứa tuổi gen z đó nó tập trung ba cái vấn đề mà nó thích thú và nó quan tâm đó là tình cảm với gia đình và bè bạn bọn nhỏ chúng ta cũng rất thích tình cảm đó rồi cái điểm thứ hai đó chính là đi du lịch đó đi du lịch và cái thứ ba là nó chú trọng tới sức khỏe còn công ăn việc làm và đặc biệt là thăng thăng chức đó tiền quan thăng chức bọn ấy không hề để tâm đến nó thấy bố mẹ vất vả nó thấy các cái sếp nó vất vả và cái lứa tuổi gen z không chỉ quan tâm đến du lịch uh, quan tâm đến sức khỏe hơn chúng ta rất nhiều đúng không cho nên tôi hay nói đùa là uh, bọn, bọn nhỏ bây giờ phiên bản của nó hay hơn chúng ta đấy ạ uh, có nhiều điểm nó có thể không bằng chúng ta nhưng mà uh, nhiều điểm thì nó hơn hẳn chúng ta rồi cái việc quan tâm tới sức khỏe quan tâm tới tình cảm gia đình đó là và 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 không quá nặng về cái việc thăng chức đúng không đó là quá tuyệt vời đây đó và bọn nhỏ bây giờ nó hướng du lịch vào cái nấy tiếp vào cái giá trị bản địa và ta thấy con chúng ta bây giờ thế đấy ạ, à, nó lớn tuổi một tí là nó không còn thích đi đến những cái chỗ mà à, trưng bày những cái biểu tượng của công nghiệp nữa mà nó thích đi với những cái giá trị bản địa và đó là một cái xu hướng chung của văn minh đấy ạ. À, đất nước càng phát triển đó những cái nước phát triển ở bắc âu à, và kể cả tây âu đó người đức cũng vậy phụ nữ người đức phụ nữ của những nước càng phát triển cao thì họ lại càng trở về với giá trị nguyên bản đó họ sẽ không trang điểm quá kỹ như là người Hàn Quốc họ chỉ mặc một cái áo phông đơn sơ một cái áo sơ mi đơn sơ và có thể là cái chất liệu phải là chất liệu đắt đỏ vì gắn với cái chất liệu của tự nhiên như là tơ tằm hoặc là những chất chất liệu rất là dễ chịu đó Ờ, từ nói cái văn hóa vật chất đó cho đến là cái văn hóa tinh thần. Tinh thần thì đều họ gần với những cái giá trị bản địa, họ thích lang thang ở những bản làng, họ thích lang thang ở cái vùng mà liên quan tới du lịch sinh thái. Đó cho nên là cái trình độ càng cao, xã hội càng phát triển ở một cái trình độ văn minh cao, công nghiệp hóa càng cao thì những cái giá trị văn hóa bản địa, giá trị văn hóa truyền thống đó lại càng có sức mạnh. Cho nên làm ta có một thời kỳ sai lầm công nghiệp hóa một cách mạnh mẽ và ở góc độ nào đó nó cũng thể hiện trình độ đó các thầy cô. À, ta bảo tồn à, những cái giá trị văn hóa một cách ồ ạt từ à, bôi nó màu mè đúng không? Đó và à, cũng rất may ta thấy đó cái di sản tuyệt vời của Việt Nam chúng ta à, đó chính là thành cổ Huế hoặc là đặc biệt là à, cái khu vực tháp Chàm của người Chăm đó đều có bàn tay của những cái à, kỹ sư người Pháp à, người phương Tây và có thể nói một cái trình độ rất cao họ bảo toàn gần như tuyệt đối cả cái 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 tháp trăm đó một trong những cái điểm tuyệt vời của cả đất nước Việt Nam chúng ta mà vào đó chúng ta thấy như quay trở lại với một quá khứ một cái giá trị hoàn toàn bản địa một giá trị hoàn toàn cổ xưa đó chính là tháp tháp trăm đó ở cái vùng đất của Nam Trung Bộ của chúng ta đó nhưng quay trở lại ta thấy là ở cái phần thành tựu này thì thầy cô sẽ tập trung cho tôi những cái vấn đề này thầy cô nhé như vậy xong cái phần của đồng bằng châu thổ sông hồng à, sông cửu long thì nhanh thôi ạ à. sông bằng châu thổ sông hồng à, quá trình lịch sử hình thành à, không gian của nó đặc trưng tiêu biểu và những thành tựu rồi ạ à. như vậy chúng ta đi vào cái đồng bằng châu thổ sông cửu long đó thì tất cả chúng ta ở đây à, chúng ta đang sống ở cái vùng nam bộ đúng không và nhiều thầy cô ở trong chúng ta đều là quê quê hương ở đây. Mặc dù gốc của chúng ta sẽ là đề gốc không có ai ở đây mà gốc chúng ta là gốc miền Bắc, miền Trung đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì vùng Nam Bộ chúng ta là vùng khai khẩn mới, đúng không? Vùng khai khẩn khi chúng ta khai phá di cư khai phá bắt đầu từ thế kỷ 17, từ thời kỳ của chúa Nguyễn. Đó, và đến thời kỳ của nhà Nguyễn thì cái giải đất hình chữ F đó cái vùng đất ở phía nam bộ này hoàn toàn đã trở thành vùng lãnh thổ thiêng liêng của người việt chúng ta đó và cái vùng nam bộ này à, thì nó có một cái dòng chảy của một con sông lớn đó chính là à, sông sông cửu long đó sông cửu long là khi vào lãnh thổ việt nam chúng ta thì gọi là sông dòng chảy của chín con rồng à, còn gốc rễ của dòng sông cửu long là sông mê công sông mê công còn gọi là dòng sông cả dòng sông nổi tiếng cái dòng sông mẹ nó tạo dựng nên bản sắc văn hóa của các đồng bằng của các đồng bào dân tộc ở khu vực đông nam á chúng ta đặc biệt là được gọi là vùng tiểu vùng sông mê công đúng không nó đi qua năm quốc gia đó và khi chảy vào cái vùng đất này thì được gọi là sông cửu long vậy trên cái vùng châu thổ đó cái đồng bằng châu thổ sông cửu long dòng chảy này đó, đã được tạo dựng nên một cái nền văn minh thì nền văn minh đó đặt ra hai vấn đề vấn đề thứ nhất là dòng sông này đã có từ ngày xưa rồi trải qua hàng ngàn năm và trước khi người việt trước khi người kinh đến để đi mở cõi đúng không đi khai hỏa đi khai phá và trước khi được sắp nhập vào lãnh thổ việt thì chắc chắn là đã có những cư dân bản địa ở đây trên cái dòng sông chảy đó để tạo dựng nên những cái nền văn minh bản địa trước khi nó được sắp nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Đó là vấn đề thứ nhất. Đó, vấn đề thứ hai là vậy thì nếu xét vào khi sắp nhập vào lãnh thổ Việt Nam thì cái văn minh châu thổ sông cửu long đó sẽ được tính về mặt thời gian như thế nào? Đó, tôi sẽ giải đáp ngay cho các thầy cô sẽ thấy. À, như vậy thì uh, theo cái quy luật đó con người Việt cổ hoặc là các cái tộc người khác nữa đã của người cổ cũng sẽ tạo dựng cho mình những cái nền văn hóa ở trên dòng chảy của những con sông vậy ở đồng bằng sông cửu long của chúng ta trước khi nó được sáng tạo nó được tạo dựng nên một cái lịch sử của nó từ thế kỷ 17 sắp nhập vào Việt Nam chúng ta thì nó đã được huyền thoại hóa bằng những truyền thuyết của những cư dân bản địa ở đây trong đó đặc biệt là có một cái truyền thuyết liên quan tới uh, cái người gì ạ các thầy cô đó chính là truyền thuyết liên quan tới phù nam đúng không ạ Đó, vậy thì cái truyền thuyết phù nam uh, nó là một cái truyền thuyết uh, được tạo dựng bắt đầu từ uh, những cái huyền thoại đó huyền thoại của liên quan tới uh, ông hỗn điền và bà liễu diệp đó thì các thầy cô sẽ nhớ lại một tí nhé à, truyền thuyết kể rằng là à, ông Hốn điền là một cư dân ở vùng đảo vùng vùng sông nước à, trong một cái đêm mộng thì ông được thần bảo mộng cho ông là đi về phía nam đó đưa cho ông một cái cung tên à, ông đã xuôi thuyền đi về phía nam thì đến cái vùng đất đến một cái vùng đất à, một cái vùng đất đó thì ông thấy có cư dân bản địa ở đây à, và theo tài liệu của trung quốc thì cư dân bản địa ở đây được cai trị bởi một nữ À, nữ vương à, đó chính là bà liễu diệp à, và theo cái truyền thuyết thì cái vùng đất này vẫn đang còn là ở lỗ ở trần đúng không chỉ có cái khổ nhỏ nhỏ để che lại thôi đó vẫn đang còn ở trần chuồng đó và à, bà ông hỗn điền đã đánh nhau với bà liễu diệp và bà liễu diệp đã đầu hàng đó và ông hỗn điền đã cuối cùng đã kết hôn với bà liễu diệp và hai ông bà đã lập ra cái à, vương quốc phù nam à, và vương quốc phù nam đó đã phát triển rực rỡ à, đã tạo nên một cái nền văn minh rực rỡ à, và hai ông bà đã phát triển cái vương quốc phù nam đó với những cái thành tựu tiêu biểu tuyệt vời về kinh tế về kinh đô à, về tôn giáo về văn hóa và trên nền tảng của một nền văn hóa của bản địa ở đó là văn hóa ốc eo như vậy trước khi được hình thành nên văn hóa phù nam có sự tồn tại của bà liễu diệp có sự tồn tại của cư dân bản địa ở đó thì rõ ràng nó đã có nhiều cái thành tựu văn hóa nó đã có một cái nền văn hóa và nền văn hóa bản địa để tạo nên một cái lát cắt một cái vương quốc ra đời của thời kỳ phù nam được gọi là văn hóa ốc eo thầy cô nhé văn hóa ốc eo là một cái nền văn hóa được khai quật trên nền tảng của vùng ốc eo ở vùng an giang đó. Và trên nền tảng của văn hóa ốc Eo thì một cái nền văn minh Phù Nam đã nở hoa rực rỡ và cái kết quả của cái nền văn minh Phù Nam đó, kết quả phát triển đó chính là cái vương quốc Phù Nam tồn tại từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Dạ, yeah, đến thế kỷ 7. Đó phát triển một cách rực rỡ ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Và vương quốc Phù Nam đó À, theo cái truyền thuyết theo các lịch sử để lại thì nó bao trùm cả khu vực Nam Bộ của chúng ta à, kéo dài ra cả cái vùng của à, của của biển Đông và lên cả trạm cả ở phía phần phía Nam của Thái Lan của Campuchia đó tức là cái vùng rộng lớn của cái Vương quốc Phù Nam và và những cái di chỉ của Vương quốc Phù Nam khai quật đó thì nó đã phát triển nó thể hiện rực rỡ và Tiểu quốc Phù Nam Vương quốc Phù Nam là một Vương quốc độc lập tồn tại trong lịch sử Đông Nam Á cổ Trung Đại. Đó, cho nên ở đây có một vấn đề thầy cô cùng lưu ý là trong cái sự phát triển của hiện đại thì người ta thường dựa vào người ta sử dụng vào đặc trưng của một một tộc người, cái văn hóa của một tộc người đó để làm cái cơ sở để phát triển nên các dân tộc hiện đại. Đó, cho nên một số thành phần được gọi là dân tộc cực đoan đó hay dựa trên cái văn minh phù nam của tộc người khmer và một số cái người ở campuchia đó lại cho rằng là cái vùng phù nam này là thuộc lịch sử campuchia cho nên là cái vùng nam bộ của việt nam bây giờ ở vùng ở An Giang, ở vùng ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang đó đáng lẽ là của người Campuchia vì vùng đó là của vùng Phù Nam mà Phù Nam là lịch sử của Campuchia, lịch sử Campuchia đó thì đáng lẽ À, lịch sử không có sự đáng lẽ đó kính thưa thầy cô như tôi đã nói phù nam là một phương quốc phát triển độc lập từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 và trong thời gian tồn tại này thì chân lạp chân lạp là, là lịch sử campuchia nha là tiểu quốc của campuchia trong thời gian này đã là thuộc quốc đó đô hồ thuộc quốc bị phù nam xâm lược đó thuộc quốc của phù nam nhưng vào thế kỷ 7 khi phù nam suy yếu thì sang thế kỷ thứ 8 thì Chân Lạp đã thoát khỏi cái sự kiểm soát đó của Phù Nam và vươn lên phát triển mạnh. Và Chân Lạp đó lại xâm lược lại Phù Nam, thao túng lại và xâm lược lại Phù Nam. Đó, và cái vùng Chân Lạp đó lại chia thành hai phần. Đó vùng phía Bắc được gọi là Lục Chân Lạp là cái vùng mà liên quan đến Campuchia đó. Đó, là phát triển ở vùng khô còn vùng thủy chất lạp là cái vùng nam bộ của chúng ta là vùng nhiều đầm lầy nhiều kênh rạch lau lách nhiều thú dữ và khi phù nam suy yếu đó cái vùng nam bộ chúng ta suy yếu đó bị suy vong thì phủ lên đó là một lớp thời gian và khi bị thuộc quốc của chất lạp thì cái vùng thủy chất lạp này hầu như bỏ hoang đó hầu như là bỏ hoang và theo lịch sử thì nó bỏ hoang kéo dài từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 16 cơ đó trải qua thậm chí là cả một nghìn năm nó cũng bị bỏ hoang. Trong cái thời gian đó, trong thời kỳ bỏ hoang đó thì những cư dân bản địa vẫn tiếp tục đó vẫn tiếp tục phát triển của cái cái văn hóa ốc eo cũ rồi phát triển những cái nền văn hóa bản địa vân vân. À, nhưng mà không bật phá lên một cái nền văn minh khác được, không bật phá lên được. Đó, và đến thế kỷ 16, đó thì hầu như đến thế kỷ 16 thì hầu như là lý uh, lý thuyết đó. về mặt lý thuyết là không có cái lịch sử ghi lại ở phần này. Đó, phải sang đến thế kỷ 17 thì người Việt bắt đầu người kinh bắt đầu mới đi vào khai phá và trong giai đoạn này thì chính chân lạp đã dâng tặng cái vùng đất này cho cái chùa Nguyễn đó và sang thế kỷ 17 18 thì chùa Nguyễn đã chinh phục cái vùng này cử những người Việt từ vùng thuần Quảng Ngũ Quảng đó và ở phía Bắc đó đi vào và khai dựng nên đó để 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 để, để à, khai hóa đúng không khai phá lập làng đó và tạo dựng nên những cái vùng đất của người Việt ở đây vùng đất đỏ hầu như đang bị bỏ hoang và sau đó được thậm chí là được dân tặng đó và được sắp nhập vào lãnh thổ Đại Việt của chúng ta đó như vậy thì các thầy cô sẽ hiểu được rõ rằng ở Campuchia đó không thể khẳng định một cách mơ hồ với những chứng lý đó được lịch sử Phù Nam là lịch sử Phù Nam là một tiểu quốc phát triển rực rỡ trên vùng Nam Bộ ngày nay của Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta cũng không khẳng định là lịch sử Phù Nam là lịch sử Việt Nam. Và lịch sử Campuchia cũng càng không khẳng định được lịch sử Phù Nam là lịch sử Campuchia. Lịch sử Phù Nam là lịch sử của một tiểu quốc ở vùng Đông Nam Á. Đó được phát triển trong thời kỳ cổ trung đại. Và những phần gì mà lịch sử Phù Nam thuộc về chủ à... quyền của Việt Nam thì đó là lịch sử Phù Nam thuộc về Việt Nam chúng ta và cái đó là cái chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Đó, thì chỗ này là các thầy cô cần phải nắm và đọc thêm những tài liệu rất là nhiều ở trên mạng có những nhiều, nhiều cái bài nghiên cứu thầy cô đọc thêm để cho chúng ta có một cái cơ sở để khi giải thích với học trò đó bằng lòng tự tôn của dân tộc để chúng ta khẳng định được những giá trị của chủ quyền và chúng ta phải dựa trên những thành tựu của khoa học hiện đại và để chúng ta cũng không có bị cái chi phối bởi cái tinh thần của chủ người dân tộc cực đoan ở đây như là những cái một số thành phần thôi nha một số thành phần phản động của campuchia đó họ bây giờ họ thỉnh thoảng họ lại ở lên rằng là đó uh, đáng lẽ đúng không ơi lên đáng lẽ này là đáng lẽ kia đó lịch sử không có cái đáng lẽ như đúng không và trong cái lịch sử phát triển của các vương quốc ở thời kỳ cổ đại cổ trung đại của đông nam á thì hưng thịnh suy vong đó là quy luật tự nhiên đó đó là quy luật lịch sử Ở có thể tiểu quốc này hưng thịnh nhưng nó có thể suy vong và khi suy vong đó thì tiểu quốc đó có thể sát nhập vào một quốc gia khác và khi nó có tạo dựng nên các cái chủ quyền và những cái chủ quyền hiện đại đó là chúng ta tôn trọng hoàn toàn của chủ quyền trong qua sự phát triển của những quốc gia quá khứ rồi như vậy thì nếu xét về mặt tiến trình lịch sử thì nền văn minh châu thổ sông cửu long đã được hình thành từ một cái nền văn minh bản địa là nền văn minh Phù Nam đó trên cái lãnh thổ của Việt Nam ngày nay đó là lãnh thổ Nam Bộ của cái vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Như vậy được tính từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Và sau thế kỷ 7 đó là cái thời kỳ ngắt quãng uh, của cái thời kỳ mà bỏ hoang và tiếp tục tạo dựng từ thế kỷ 17, 16, 17, đúng không? đó và được sắp nhập vào lãnh thổ Việt Nam chúng ta từ thế kỷ 17 được sắp nhập chủ quyền của cái thời kỳ chúa Nguyễn Phúc Chu đó và chúng ta tạo dựng nên đến năm 1759 thế kỷ 18 toàn bộ lãnh thổ đồng bằng sông Cửu Long chính thức được sắp nhập vào lãnh thổ nhà Nguyễn và nó trở thành chủ quyền của Việt Nam chúng ta và như vậy ở thế kỷ 18 thì ở phía Bắc chúng ta ở thời kỳ này là thời kỳ của văn minh Đại Việt thì phía Bắc đó trên lãnh thổ đồng bằng châu thổ sông Hồng thì cái phần văn minh Đại Việt đó được tiếp nối của cái văn minh châu thổ sông Hồng. Còn phần ở phía Nam Bộ chúng ta chúng ta viết tiếp của văn minh Đại Việt ở trên đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Đó. Và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long đó thì chúng ta cùng tính cho đến khi mà nhà Nguyễn đó đã đầu hàng thực dân Pháp, xâm lược, Pháp đặt ách cai trị lên đây chúng ta ở cuối thế kỷ 19, đó xem như là cái mốc cuối của đồng cái văn minh châu thổ sông Cửu Long. Như vậy văn minh châu thổ sông Cửu Long à, sẽ được bắt đầu từ thế kỷ 1 đúng không? À, tồn tại cho đến cuối thế kỷ 19 khi chúng ta bị Pháp xâm lược. Đó là lịch sử hình thành phát triển của văn minh châu thổ sông Cửu Long. Đó, nằm trên cái không gian và sự phát triển về mặt thời gian rồi ạ à, thầy cô đã hiểu chỗ này chưa tôi nói ngắn gọn như thế để thầy cô nhớ luôn đúng không rồi đặc trưng của nền văn minh châu thổ sông cửu long đó đặc trưng thứ nhất dạ thầy cô nào đang ngồi cảm phiên tắt mic giúp đi ạ. đồng bằng châu thổ sông hồng đó là chính phục và chế ngự dòng sông thì ngược lại cư dân bản địa cư dân người kinh đúng không đó của chúng ta trong cái quá trình để phát triển từ cái thời kỳ của phù nam cho đến thời kỳ của đại việt thì chúng ta đều thấy một cái đặc trưng tiêu biểu đó chính là chúng ta tần thủy và thủy lợi đó. thích nghi về môi trường sinh thái đó phát triển cái trí thức bản địa của những cái cư dân ở sống lâu đời trên lưu vực sông Mekong trong đó phải kể đến nhóm cư dân Nam Đảo và môn Khmer là người Chăm người Khmer sau này có người Hoa người Ấn đúng không đó và tạo nên một cái tri thức đó chính là thích nghi với môi trường sinh thái à, tần thủy à, tần dụng cái dòng chảy của những dòng sông đó làm công tác thủy lợi chứ chúng ta không trì thủy à, mà chúng ta là tần thủy ở trong này sẽ là tần thủy đó khai thác tối ưu cái giá trị của mặt nước đó và nó tạo nên cái đặc trưng thứ hai của văn minh châu thổ sông cửu long đó chính là văn minh lúa nước à, văn xin lỗi văn minh lúa nổi là văn minh sông nước đó văn minh sông nước đó nó đặt tương tiêu biểu như là văn minh lúa nổi ở cái vùng an giang đó đúng không có cái mùa lúa nổi rồi văn minh kênh rạch văn minh trở nổi à, văn minh cảng thị những cái cảng từ quá khứ à, có từ thời kỳ phù nam cho đến bây giờ đó chờ nổi đó chờ cái bè cái răng đó có từ cái thời kỳ của phu nam đó đó cảng thì cảng ốc eo Uh, liên kết cả một cái hệ thống của đồng bằng sông cửu long đó và bây giờ đi ra đến cảng cần giờ đó chính là cái văn minh cảng thì có từ từ cái thời kỳ của phù nam đó và những cái làng xã những cái ấp cái làng đúng không ấp đó làng được tạo nên cũng có cái đặc trưng của cái làng của đồng bằng châu thổ sông cửu long đúng không cái ấp đó uh, và tạo nên cả những cái giá trị của cái văn minh miệt vườn đó cho nên các thầy cô sẽ thấy là cái đặc trưng tiêu biểu của văn minh châu thổ sông cửu long là văn minh sông nước đó văn minh sông nước và cái nền văn minh đó uh, cũng có những cái giá trị tiếp biến đúng không chúng ta thấy là uh, người 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 bản địa ở đây là người 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 khmer đúng không Được rồi, người nam đảo môn khmer rồi những người cộng đồng người chăm người hoa đến với cái vùng nam bộ chúng ta từ thế kỷ 17 những cái vùng đất ở Hà Tiên là do người Hoa tạo dựng nên, đúng không? khai phá. rồi người Ấn cũng vào đấy từ thế kỷ 19. chúng ta tiếp biến những cái giá trị văn hóa của người bên ngoài của người bản địa trên cơ sở phát triển của cái văn hóa của người Kinh. Đó, và nó tạo nên một cái quá trình phát triển giao lưu tiếp biến văn hóa rất phong phú tại vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Như vậy ba đặc trưng tiêu biểu của văn minh châu thổ sông Cửu Long thích nghi về môi trường sinh thái, văn minh sông nước và có những cái giá trị văn minh tiếp biến đó cho nên cái đặc trưng của cái văn hóa của đồng bằng bắc bộ cái văn hóa làng xã đồng bằng bắc bộ là tính đóng khép kín thì ngược lại cái văn hóa của cư dân ở đồng bằng sông cửu long là văn hóa mở thầy cô nhá là cái giá trị mở đó chúng ta tiếp biến ở giá trị bên ngoài chúng ta hào phóng chúng ta tiếp nhận đó tiếp nhận và biến đổi và chúng ta thấy đó ở cái vùng đất này không có ai là gốc cả đúng không chúng ta đều là quê hương ở miền bắc chúng ta cũng không có bao giờ coi trọng đó coi trọng người nào của dân tộc nào hết chúng ta trọng người chăm chúng ta trọng người Khmer chúng ta trọng người hoa chúng ta trọng người ấn đúng không đó và mang tính mở cho nên cái đặc trưng ở vùng đất này này đặc trưng về cái địa lý địa tự nhiên đó nó tạo nên cái địa văn hóa nó tạo nên cái địa kinh tế À, cho nên là chúng ta phải bước ra ngõ bước ra làng bước ra những cái làng ở đông bằng nam bộ chúng ta là có cái ăn rồi đúng không đó sông nước bốn mùa chúng ta thấy khắp nơi là có đều là uh, cá tôm phong phú cây trái phong phú uh, không có lúa thì bẻ quả chuối ăn bẻ trái cây ăn là miệt vườn là đã no rồi nó khác hẳn hoàn toàn với cái vùng miền bắc và miền trung đó cho nên các thầy cô sẽ thấy tại sao cái yếu tố địa đó nó tạo nên tính cách đó, cho nên là uh, chúng ta hiểu vì sao một cái vùng đất nam bộ này tuyệt vời bởi vì chúng ta có thiên thời và địa lợi uh, chúng ta có thể nói đấy là một cái vùng đất hào phóng tuyệt vời về tự nhiên đó khi tôi vào đây tôi mới thấy là cái vùng đất này tuyệt vời về khí hậu uh, về con người uh, về các cái sản vật đó và đó chính là nó tạo nên từ những giá tố yếu tố địa lý đấy ạ. đó địa tự nhiên đó nó mới tạo nên cái địa văn hóa đó, tính cách phóng khoáng tính cách cởi mở uh, tiếp nhận những cái giá trị đúng không cho nên ba mẹ chồng ở miền bắc là suốt ngày cứ quanh quẩn ở cái bếp đó cùng lắm là phục vụ chồng phục vụ con xong đến phục vụ cháu cho nên làm dấu của các mẹ chồng miền bắc rất là khó ba cứ chăm chăm theo con dâu có biết là chăm nấu ăn chăm sóc không đúng không ló mà về nấu ăn đi con ba mẹ chồng ở miền nam thì làm neo đúng không đi đi chơi bài đi đánh rồi là đánh sổ số, số đúng không À, về con dấu về bảo mua một cái hộp cơm xốp về hai mẹ con ăn vô tư hỉ hả đúng không vui vẻ à, con mà, con dấu ở miền Bắc mà mua hộp cơm xốp về thì không biết là nặng nề để như thế nào đấy ạ à, chỉ một tối đùa một tí nhân để thầy có sẽ thấy cái tính cách nha cái tính cách văn hóa như thế nó tạo dựng nên được một cái à, cái tính cách của con người à, cho nên người miền à, bà mẹ của chúng ta ở miền Nam là con cái đến là hào phóng à, nấu cơm cho ăn đó bởi vì mẹ biết là ra ruộng là ra đồng là mẹ hái con mẹ bắt con cá mẹ bắt con gà rồi mẹ hái ít rau là có thể là có một bữa cơm thỉnh soạn để tiếp tiếp đãi bạn của con rồi nhưng ở miền trung quê tôi thì đó nó tạo nên cái sự khổ cực đó tiết kiệm kinh khủng cho nên các bà mẹ thì ít khi mà hào phóng được như thế đó bà mẹ thì có thể cũng rất yêu quý bạn của con nhưng mà đó tầm tiền tiết kiệm từng lọ nhút lọ ca đó bởi vì là à, mùa lũ lụt lại lấy gì mà ăn đúng không đó và do vậy mà các thầy cô tôi đưa ra một thêm một cái à, ví dụ đó để các thầy cô sẽ giải thích cho học trò của chúng ta à, khi đến vùng cái vùng đất này để các con cân quý hơn à, biết ơn hơn à, trời đất đúng không à, biết hơn, hơn tổ tiên đã tạo dựng cho chúng ta à, một cái à, những cái giá trị đặc sắc của cái vùng đông nam bộ của chúng ta này đó cho nên những cái thành tựu tiêu biểu của cái văn minh à, sông nước cửu long ta cũng thấy này cũng tương tự như là cái vùng kia, ta đưa vào tín ngưỡng về tôn giáo. Nhưng tôn giáo của cái vùng đồng bằng Nam Bộ này chúng ta cũng thấy có nhiều cái tôn giáo tín ngưỡng bản địa như là đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo hoặc là Mù Sơn Kỳ Hương đó của cái đồng bằng của đồng bằng Nam Bộ đấy. Đó. Rồi là về cái tín ngưỡng dân gian như là thờ mẫu, chúng ta thấy là cái tín ngưỡng thờ mẫu là tín ngưỡng của người Việt những người người hoa cũng có thơ mẫu đúng không? Người Ấn cũng có uh, thờ 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 thơ nữ thần. Cho nên các thầy cô sẽ vào cái đền Marianma ở 45 Trương Định đó là đền của người Ấn, nhưng trong đó thì cái mẫu đó uh, cùng là nữ thần Marianma là nữ thần của người Ấn, nhưng cùng nó cũng có cái tín ngưỡng mẫu của người Việt trong đó. Uh, cho nên cái đền Marianma của người Ấn nó đã Việt hóa rồi. Đó là một biểu trưng của cái quá trình tiếp biến văn hóa giữa người Ấn và người người Việt chúng ta ở tại à, cái thành phố thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó. đó Rồi những cái lễ hội à, lễ hội là các thầy cô có thể kể đến là những lễ hội gắn với à, cái tín ngưỡng của đồng bằng sông nước, gắn với cái quá trình tiếp biến văn hóa. À, như lễ hội Nghinh Ông, à, lễ hội bà chúa xứ An Giang à, đang được chuẩn bị làm hồ sơ để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi phi vật thể thế giới. À, rồi lễ hội mừng năm mới của người Khmer đúng không? và đặc biệt là đờn ca tài tử đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đó như vậy thì những cái thành tựu văn hóa nha ở đây tôi kể đến thành tựu văn minh nhưng các thầy cô dạy ở cái phần mà yêu cầu cần đạt đó thì chỉ kể có thể kể đến những thành tựu văn hóa như trong sách giáo khoa như vậy tham khảo thêm đó thầy cô nhá như vậy cái phần này thì à, các thầy cô có thể search ở trên mạng để làm rõ hơn những cái nội dung bên trong nha tôi không đi sâu vào những cái thành tựu này vì cái phần này cũng dễ và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian và đặc biệt là khi các thầy cô dạy thì các thầy cô chủ động để chúng ta tìm hiểu những thông tin này luôn tôi sẽ tập trung vào những cái thông tin khái quát và như tôi nói ban đầu đó nó sẽ tập trung vào những cái kiến thức để tôi gửi cho các thầy cô thầy cô nhớ luôn hiểu luôn đó như vậy tóm lại là tôi đã xong rồi đấy toàn bộ nội dung của chúng ta đã xong và như vậy thì nếu xét về mặt lịch sử À, nền văn minh châu thổ sông Hồng được hình thành gắn với sự ra đời của quốc gia đầu tiên chúng ta, nhà nước văn lang đó, sự hình thành của tổ quốc đó, sự hình thành của quốc gia đó và nó trải qua một cái thời gian rất là dài à, tạo nên những cái giá trị à, bản sắc văn hóa à, và đồng bằng châu thổ sông cửu long à, là một cái nền cùng tạo dựng trên cái nền văn minh bản địa và đó là một cái đặc trưng tiêu biểu của cái quá trình giao lưu tiếp xúc biến đổi đó và mà vùng đất đồng bằng châu thổ sông cửu long là vùng đất máu thịt của tổ quốc việt nam được tạo dựng trong cái quá trình mở cõi của dân tộc việt nam và đó là một cái bất di bất dịch chủ quyền của người dân việt nam chúng ta đó và nền văn minh đó được tạo dựng từ nền văn minh bản địa của cái văn minh phù nam và được tiếp nối ở cái thời kỳ của văn minh đại việt đó. Và nếu xét về mặt thời gian thì hai nền văn minh đó nó tồn tại trong khoảng thời gian riêng của nó. Nhưng những cái giá trị văn minh của nó vẫn còn để lại trong ngày hôm nay và nó được phát triển trộn lẫn trong những cái giá trị văn hóa, đó chính là văn hóa vùng và nói chung nó tạo nên văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó. Và như ta đã nói điểm đầu tiên, văn hóa đó là sức mạnh mềm văn hóa nó tạo dựng nên cái sức mạnh uh, cho quốc gia Việt Nam chúng ta để chúng ta hy vọng chúng ta xây dựng đến cái mốc 2045 trong đó có sức mạnh về văn hóa uh, được phát huy Nhạ. như vậy thì bài của tôi đã xong ạ thầy cô uh, hôm nay có hiểu bài không à, bây giờ thì uh, tôi sẽ dừng chia sẻ để tôi sẽ quay trở lại với lớp đó thì thầy cô um, có phát biểu gì thì tôi thấy có một số cánh tay giơ lên rồi đấy à, thì tôi sẽ dành một ít phút còn lại uh, thì uh, ta sẽ giải đáp rồi ạ xin mời các thầy cô có thể bật cam và bật mic để phát biểu ạ rồi thầy cô uh, từ sáng đến giờ có nghe được tôi uh, nói có thu nhận được gì không Alo, bây giờ tôi có thể nhìn cửa sổ chat rồi. Các thầy cũng có thể đánh cái feedback ở lên đó.